anh đi đi, không sao đâu. Nhưng mà... Cảm ơn anh nha. Thấy chưa, khi định mệnh đã đến thì dù có trễ cũng đừng để nó trôi qua. Hãy nhanh chóng tham gia cuộc thi làm phim ngắn của TikTok để chia sẻ những khoảnh khắc đắt giá cùng chúng tôi nhé. Đây là người phụ nữ duyên dáng nhất thế gian. Mẹ xì lại đi. Xì lại, xì lại này. Còn quay mẹ nữa hả? Xin giới thiệu bữa cơm nhà mình. Ê, mẹ lại ăn vụng đấy hả mẹ? Ơ, ăn vụng là thế nào? Mẹ xem này. Ôi dồi ôi, cái thằng này suốt ngày cứ cầm điện thoại quay mẹ. Không lo mà học hành đi á, năm nay mà trượt á, biết tay tôi. Con của mẹ học giỏi thế này á thì chỉ có từ thủ khoa đổ lên thôi mẹ ạ. Kiểu này á, mai mốt mà đỗ ông này ông kia chắc quên tôi cho mà coi. Ừ, con làm sao mà quên mẹ được. Thế mẹ không nhớ là sinh nhật mẹ năm nào con cũng tặng cho mẹ một cái bánh gato siêu to khổng lồ luôn à? Tôi xin anh, năm nào cũng vậy, cứ 12 giờ đêm á là giựt đầu tôi dậy á. Mẹ xem lại clip sinh nhật mẹ năm ngoái đi này. Cái gì? À, mừng ngày sinh nhật bác ạ. Mừng ngày sinh nhật cái to. Thằng này. Mẹ thổi nến đi mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Yeah. Năm nay chắc nó quên sinh nhật mình rồi. Ai vậy cơ? Mừng ngày sinh nhật má nha. Mừng ngày sinh nhật ngay to. Mấy đứa lại đây. Mừng sinh nhật má. Ngồi xuống đây. Để con cho cô coi cái này nha. Được rồi. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Con xin lỗi mẹ nhá, bởi vì là năm nay con không về nhà dự sinh nhật mẹ được. Nhưng mà con đã chuẩn bị một món quà khó quên để mẹ luôn nhớ về đứa con trời đánh này. Đây là người phụ nữ duyên dáng nhất thế gian. Mẹ lại ăn vụng đấy hả mẹ? Ơ, ăn vụng là thế nào? Mừng ngày sinh nhật cái to. Ơi, cái thằng con này chọc mẹ nhé. À, ngày nào thì con cũng lấy những đoạn clip ngày xưa quay mẹ ra để xem. Để thấy như là đang được ở nhà với mẹ. Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con. Mẹ thổi nến đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhìn qua đây mẹ. Công nhận là mẹ mình xinh thật đấy. Dáng khác đi ạ. Con chụp mẹ xong chưa? Đâu, con đang quay mà. Ơ, cái thằng này lại chọc mẹ nữa. Cắt. Những giây phút giản dị đời thường đôi khi lại là hạnh phúc lớn nhất mà chúng ta có thể dành cho những người yêu thương. Hãy tham gia cuộc thi phim ngắn của TikTok để chia sẻ những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc sống cùng Ánh nhé.